Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin 12 bà mẹ Ukraine hy sinh khi chiến đấu với binh lính của Putin. Hôm qua, một làn sóng tiếc thương tràn ngập khi một bà mẹ Ukraine đã hy sinh trên chiến trường chống lại chính quân lính của Putin xâm lược. Bà là một trong 12 bà mẹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Ukraine trước cuộc xâm lược của binh lính Putin. Cuộc chiến ngày một trở nên dữ dội. Binh lính của Putin hiện nay đang bắn vào các khu nhà dân, bệnh viện, trường học. Và nữ anh hùng Olga đã bị tử thương khi đang chiến đấu với lực lượng Nga khi đơn vị của cô hầu hết đã bị quân Nga giết chết. Đây là hình ảnh nữ quân nhân Olga, bà mẹ của 6 đứa con ruột và 6 đứa con nuôi. Những người Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông xã hội tưởng nhớ đến Olga, bà mẹ hy sinh trong cuộc giao tranh vào ngày 3 tháng 3. Cùng với 6 đứa con ruột của mình, bà Olga đã nhận nuôi 6 đứa trẻ mồ côi từ trại trẻ mồ côi ở địa phương này. Thân thể của bà vẫn chưa được thu nhận lại toàn vẹn sau cuộc chiến để gia đình có thể tiến hành chôn cất. Con gái bà Julia cho biết rằng, bà ấy đã cứu những người lính đến người cuối cùng. Chúng tôi có những bức ảnh nơi bà đã hy sinh, nhưng hiện cuộc chiến đấu còn tiếp diễn căng thẳng, nên gia đình vẫn chưa thể chôn cất mẹ tôi. Chính phủ Ukraine đã tuyên dương tinh thần hy sinh anh dũng và cuộc đời đầy lòng vị tha của bà Olga. Đây quả thực là những tấm gương anh dũng chiến đấu để bảo vệ đất nước Ukraine, chống lại quân Nga xâm lược. Anton, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết thêm, bà ấy đã bị giết trong một cuộc đối đầu với những tên côn đồ Nga. Ngay cả khi hiểu rằng toàn bộ trung đoàn chiến đấu có thể bị giết, bà ấy vẫn cương quyết bảo vệ đất nước đến cùng. Bà ấy là một anh hùng dân tộc. Đối với tôi, bà ấy thật sự là một nữ anh hùng. Đây là hình ảnh nữ quân nhân Olga trong trang phục chiến đấu trước khi bị hy sinh. Olga sống ở thành phố Manet, cách xa nơi xảy ra cuộc giao tranh khoảng 240 km. Trước đây, bà đã được phong tặng danh hiệu bà mẹ anh hùng vì đã nuôi trên 5 đứa con. Marina nói trên trang Facebook rằng, người phụ nữ Ukraine này thực sự là một anh hùng. Một người dùng khác thì nói rằng, hãy yên nghỉ Olga, người anh hùng của Ukraine ở châu Âu. Chúc Tover thì đăng tải dòng trạng thái như sau. Olga đã chiến đấu đến cùng cho đất nước của cô ấy. Người anh hùng hãy yên nghỉ giấc ngàn thu. Còn Stevat thì ghi rằng, người anh hùng bất tử. Hôm qua, Ukraine còn vinh danh hai người đàn ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của tên lửa hành trình hôm Chủ nhật và một căn cứ quân sự được sử dụng cho các cuộc tập trận của NATO cách biên giới Ba Lan khoảng 12 km. Và quang cảnh cho thấy những người phụ nữ đau đớn khóc thương hai người lính Roma và Mikulai, họ được an nghỉ trong quan tài lót vải màu trắng. Đây là hình ảnh người dân đến viếng đám tang của hai người lính Ronan và Mikola trong trận chiến. Hàng trăm người đã đến bày tỏ lòng kính trọng tiếc thương cùng người thân và hàng xóm trong đám tang tại nhà thờ. Deacon Taras thì viết rằng, những người này giống như những thiên thần đối với chúng tôi. Họ đã chết để bảo vệ chúng tôi. Họ là những anh hùng của chúng tôi, của Tổ quốc Ukraine. Những người anh hùng của nhân dân, những người anh hùng không bao giờ chết. Những người đồng đội đã khiêng quan tài phủ cờ ra khỏi nhà thờ ở Sanchi để đem đi chôn cất. Nhà thờ nằm gần căn cứ ở Yoris, cách biên giới 12 dặm. Nơi những người đàn ông ở độ tuổi từ 40 đến 50, trong số 35 người đã thiệt mạng, 135 người khác bị thương. Trong khi đó, khi thành phố Mariupol bị bao vây, các bác sĩ và y tá vẫn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân, mặc dù bệnh viện đã bị quân Nga chiếm đóng. Thực tế là họ đang bị bắt làm con tin sau khi quân đội Nga chiếm giữ nơi này, làm vị trí nhắm bắn vào các lực lượng của Ukraine. Vị chỉ huy phía Ukraine Pavlov cho rằng
quân Nga đã bắt 400 người dân dồn vào khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cùng với khoảng 100 bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện để làm lá chắn sống trước sự chống trả quyết liệt của lực lượng chiến đấu Ukraine tại đây. Đây là hình ảnh binh lính Ukraine thu thập các quả đạn chưa nổ sau khi giao tranh với quân đội Nga tại thủ đô Kiev vào sáng ngày 26 tháng 2. Phó Thủ tướng Ukraine Iris bày tỏ sự đau lòng trước những hy sinh và mất mát vừa qua. Các bác sĩ từ các bệnh viện khác của Mariupol cũng đã tự quay một video để nói về thế giới về sự khủng khiếp mà họ đã chứng kiến khi quân Nga tấn công liên tục vào thành phố. Một nữ bác sĩ đã nói rằng, chúng tôi không muốn trở thành anh hùng và liệt sĩ sau khi chết. Những vết thương từ cuộc chiến mà các bác sĩ đang phải đối phó thật kinh khủng. Đó là tay và chân bị xé toạc, mắt bị khoét, cơ thể bị xé thành nhiều mảnh, da thịt bên trong bị rơi ra ngoài. Kính mời các bạn xem bản tin không tặc Putin cho đánh cắp chiếc máy bay Airbus đầu tiên. Phần lớn máy bay của phương Tây thuộc sở hữu của các công ty cho thuê ở nước ngoài. Putin làm không tặc. Do khó khăn với lệnh trừng phạt, nhà lãnh đạo Điện Kremlin giờ đây đã cho đánh cắp máy bay của các nước phương Tây. Và điều này dường như đã được quốc tế lường trước khi Putin không chịu trả máy bay. Đây là hình ảnh Putin đã ra lệnh chuyển đổi chủ sở hữu của chiếc máy bay của hãng hàng không Ura Airlines đang thuê thành tài sản của nước Nga. Theo lệnh của Vladimir Putin, năm nay 69 tuổi, các máy bay Airbus và Boeing hiện đang được đăng ký lại và hoạt động bất hợp pháp tại Nga. Chế độ này đang được bắt đầu ngày hôm nay với một chiếc Airbus của hãng hàng không Ura. Trước đây, nó đã được đăng ký ở Bermuda. Bây giờ, nó có mã số định danh của Nga là RA, và đó là bất hợp pháp. Bởi vì hầu hết máy bay của các nhà sản xuất phương Tây đều thuộc về các công ty cho thuê ở nước ngoài, và họ đã hủy mọi hợp đồng với các hãng hàng không của Nga. Vì vậy, những chiếc máy bay bất hợp pháp ở Nga chính là hàng ăn cắp. Và điều này mang tiếng ô nhục cho nước Nga, đặc biệt sau khi Putin đưa hơn 100.000 quân tấn công xâm lược Ukraine, gây ra cái chết của hàng ngàn người. Đây là hình ảnh các máy bay của hãng hàng không Nga thường thuê hoặc mua của nước ngoài, giờ đang bị chuyển đổi dần thành tài sản của Nga. Nó biến thành tài sản ăn cắp. Sự sụp đổ của ngành hàng không là kết quả trực tiếp của các lệnh trừng phạt của châu Âu vào ngày 26 tháng 2. Những điều này cấm cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng thay thế, cũng như bảo trì, duy trì bảo hiểm của chúng cho Nga. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt buộc các bên cho thuê phải chấm dứt hợp đồng hiện có với các hãng hàng không tới cuối tháng 3. Và bởi vì họ không còn bảo hiểm nữa, Bermuda, nơi hầu hết các máy bay của Nga đã được đăng ký, đã bị thu hồi các chứng chỉ, chứng nhận đủ điều kiện bay cho các máy bay. Điều đó đã xảy ra vào Chủ nhật. Và giờ đây, những chiếc máy bay của Nga đi thuê không còn có thể lưu hành vì nó không an toàn nữa và cũng không được bảo hiểm. Đây là hình ảnh Bermuda đã thu hồi chứng nhận đủ điều kiện bay của các máy bay của Nga, khiến toàn bộ số máy bay này phải nằm lại ở dưới mặt đất và không thể dùng được. Đặc biệt, chúng bây giờ không thể ra nước ngoài vì có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Vì điều này ảnh hưởng đến gần 800 máy bay giao thông hàng không ở quốc gia lớn nhất thế giới này có nguy cơ sụp đổ. Hàng trăm chuyến bay đã bị đình trệ, hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy trong những tuần và cuối tháng tới, nhưng hầu như không có gì hoạt động ở Nga được nếu không có máy bay cả. Vì đất nước của họ rất rộng. Chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Ura dự kiến bay từ Yekaterinburg đến Khulat ở Tajikistan lúc 1 giờ đêm. Chuyến bay số hiệu U6, nhưng hãng thông tấn Interfax cũng đưa tin cho biết nó sẽ cất cánh chậm lại 14 tiếng. Lý do là đăng ký lại. Theo tiếng Nga của cơ quan nhà nước, người ta giải thích rằng lý do của sự chậm trễ là việc chuyển giao máy bay cho cơ quan đăng ký nhà nước về máy bay dân dụng của Liên bang Nga. Đây là hành động đánh cắp ngang nhiên của nhà nước Nga đối với các máy bay đang thuê của nước ngoài. Đây là hình ảnh gần như toàn bộ máy bay của hãng hàng không dân dụng Nga đều mua hoặc thuê của các nước tư bản.
Vào ngày 14 tháng 3, Putin đã ký một đạo luật yêu cầu máy bay bị đánh cắp từ các công ty cho thuê mà chưa được bảo dưỡng phải được đăng ký trong sổ đăng ký máy bay của Nga. Chúng cũng phải được đáp ứng đầy đủ chứng chỉ điều kiện bay của Nga. Tính đến ngày 11 tháng 3, một nửa trong tổng số 1.367 máy bay được sử dụng ở Nga đã được đăng ký ở nước ngoài. Hầu như chỉ có máy bay của các nhà sản xuất Nga và Liên Xô trước đây được đăng ký ở trong nước. Và những máy bay này nhỏ, lạc hậu và mất an toàn.